Alo 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 alo, các bạn đã biết chúng mình mới có kênh Spy Room giải trí hay chưa? Đây là một dự án mới toanh của nhà Nhện, tập trung vào các nội dung chất lượng về sách, truyện, phim, game, manga, anime và vô vàn hoạt động giải trí khác, vừa thú vị lại còn hấp dẫn và cực kỳ độc đáo. Nếu chưa subscribe kênh thì nhanh chóng click vào đây để đón chờ những video chất như nước cất trong thời gian sắp tới nha. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn cách để trở thành một người đàn ông tinh tế. Và người hướng dẫn chúng ta là tác giả Limitless. Thôi, không dài dòng nữa, bắt đầu ngay thôi nha. Trở thành một người đàn ông tinh tế có lẽ là một trong những mục tiêu phổ biến nhất của phái mạnh. Nhưng làm thế nào để có được những điều đó thì có lẽ ít ai nói tới. Mình thì không dám tự nhận mình là người tinh tế, nhưng vợ mình còn nói mình là một người tinh tế. Mà vợ mình là một người rất hay soi mói, nên mình chắc cũng có một chút gì đó gọi là tinh tế. Vì vậy, ở bài viết này, mình sẽ cố gắng hết sức từ kinh nghiệm của bản thân để đi sâu vào cái gọi là tinh tế này nhá. Đầu tiên, đàn ông tinh tế là gì? Để có được cách trở nên tinh tế, chúng ta cần hiểu được chính xác tinh tế là gì. Và để hiểu được nó, thì hãy cùng vượt qua một số hành động được cho là tinh tế từ các chị em nhé. Biết mở và giữ cửa cho người đi sau. Biết gạt chân trống cho các cô gái trước khi lên xe. Biết ra vào chỗ vắng người và thoáng gió để hút thuốc. Biết phối đồ đẹp. Biết nhận ra cô gái đang buồn mà không cần phải hỏi. Biết cố tình chọn địa điểm hẹn gần nhà cô gái để cô ấy không phải đi quá xa. Bạn có thấy điểm chung gì từ tất cả những hành động đó hay không? Đó là chúng rất nhỏ nhặt và tiểu tiết. Và các bạn biết giữa đàn ông và phụ nữ, ai là người giỏi để ý đến những thứ tiểu tiết hơn không? Đương nhiên là phụ nữ rồi. Phụ nữ về mặt tự nhiên là những cá thể vốn yếu đuối hơn so với đàn ông. Ở cái thời chúng ta vẫn còn được phân loại thành con đực và con cái. Con đực luôn phải ra ngoài để kiếm ăn. Để lại con cái với đủ mối nguy hiểm rình rập xung quanh. Vì vậy, con cái hay phụ nữ thời này buộc phải có một bộ não biết để ý tới mọi thứ xung quanh, thu thập mọi tín hiệu từ môi trường xung quanh, bởi điều đó có thể quyết định được sự sống của họ. Thêm vào đó, con cái còn phải chăm sóc con của họ, và khi những đứa con của họ chưa học được cách giao tiếp, phụ nữ sẽ phải giỏi trong việc đọc sắc mặt, để hiểu được những đứa trẻ con khóc là do bị đau hay có nhu cầu gì khác. Tất cả những lý do đó khiến cho phụ nữ trở thành những chuyên gia để ý, cũng như phân tích mọi tiểu tiết xảy ra xung quanh họ. Và từ đó, mình rút ra rằng, đàn ông tinh tế chính là đàn ông biết đứng từ góc nhìn của một người phụ nữ. Một khi bạn biết nghĩ như phụ nữ và biến những suy nghĩ, những thấu hiểu đó thành hành động, thì mọi thứ về bạn tự khắc sẽ trở nên tinh tế. Nghĩ như phụ nữ không có nghĩa là bạn sẽ hành động hay cư xử như phụ nữ, mà là biết cách sử dụng cách giao tiếp của họ để tinh chỉnh và ứng dụng vào cách hành xử của mình. Lý do mà mình nói là nghĩ như phụ nữ thay vì bảo bạn tập trung vào những hành động cụ thể để giúp bạn nhanh chóng trở nên tinh tế hơn, là vì nếu bạn làm như vậy thì sự tinh tế của bạn sẽ chỉ là nửa vời. Và cái tinh tế của bạn sẽ không bao giờ là thật. Và bạn cũng không bao giờ thể hiện được sự tinh tế của mình ở những tình huống không giống với những ví dụ cho sẵn. Ví dụ nếu mình nói đàn ông tinh tế phải biết mở cửa xe ô tô cho người yêu. Nhưng nếu bạn không có xe ô tô thì chẳng lẽ bạn không bao giờ có thể trở thành một người đàn ông tinh tế được à? Vì vậy, để thực sự trở thành một người đàn ông tinh tế hơn, hãy học cách nghĩ như phụ nữ. Tiếp theo, phải làm những gì? Về mặt hành động, hãy rèn luyện óc quan sát của bạn, hay nói cách khác là hãy để ý tới mọi thứ tiểu tiết xung quanh bạn. Thời gian đầu tập luyện kỹ năng này, hãy bắt đầu với những việc đơn thuần là thu thập tin tức, tức là nhìn vào nhiều thứ hơn những thứ trước đây bạn vẫn nhìn. Thời gian đầu mình tập luyện kỹ năng này, mình hay một mình tìm tới những chỗ đông người như phố đi bộ, quán bar hay club, những nơi mà bạn vừa có thể quan sát cảnh vật, vừa quan sát được con người và lặng lẽ nhìn. Mình bắt đầu với việc nhìn xem những người đi vào tầm nhìn của mình, họ đang mặc gì, có những gì đặc biệt trên cơ thể hay quần áo của họ, túi sách của họ là hạng gì, nét mặt của họ như thế nào, cách họ đưa tay vuốt tóc hay cầm cốc nước ra làm sao. Khi bạn đi đâu đó, hãy để ý xem bức tường bạn vừa đi qua có những điểm gì đặc biệt, trong quán có những trang trí gì. Cứ nhìn đi đã, càng nhìn được nhiều chi tiết càng tốt. Mấu chốt của bài tập này là để bạn quen với việc để ý những chi tiết nhỏ. Và điều quan trọng là khi làm bài tập này, đó là hãy tập cách nhìn mà không xoay đầu hay cả cơ thể, mà chỉ đưa mắt thôi. Bởi vì như vậy thì sự quan tâm của bạn sẽ bị lộ rõ, khiến cho người được quan sát cảm thấy không thoải mái. Từ đó, bạn trở thành người bất lịch sự.
Sau này khi bạn áp dụng nó trong giao tiếp với phụ nữ mà bạn cứ quay cả người ra nhìn ngắm cô gái thì cũng không phải là một hành động gì đó tinh tế. Ngoài ra, bạn phải tập để ý những chi tiết nhỏ thật nhanh. Vì đôi khi một cái nhìn lướt qua rất khẽ cũng có thể gửi đến rất nhiều thông điệp nếu bạn biết bắt kịp nó. Thay vì cứ nhìn chăm chăm vào một người thật lâu và từ tốn xem họ có những đặc điểm gì, thì hãy nhìn lướt từ đầu đến cuối xong rồi quay đi. Và thử cố nhớ lại xem họ có gì đặc biệt. Và thực ra cũng là cách phụ nữ soi bạn đấy. Kể cả ở nhà bạn cũng có thể tập luyện được kỹ năng này, hoặc là bạn quan sát người thân của bạn, hoặc là bạn quan sát những nhân vật trong phim. Sau khi bắt đầu có thói quen quan sát nhanh rồi, bạn nên bắt đầu với việc quan sát có chọn lọc và tập phân tích ý nghĩa của chúng. Ở giai đoạn này, nếu bạn có một người bạn cùng thực hành với bạn thì sẽ rất là vui. Ví dụ như hai bạn cùng vào một quán bar, chọn một góc nào đó để có thể quan sát được cả quán, cùng nhau quan sát một ai đó và thử đưa ra những phân tích, những dự đoán của mình về người đó. Đương nhiên là quan sát sao để người ta không cảm thấy bị làm phiền nhá. Hãy cùng giải thích tại sao bạn lại có những dự đoán đó. Khi bạn biết đưa ra những giải thích như vậy, bạn sẽ nhận ra là đàn ông chúng ta thực ra cũng có khả năng đọc được tín hiệu từ người khác, bởi nó thuần túy là phiên dịch ngôn ngữ cơ thể, một khả năng vốn có ở bộ não bản năng của tất cả mọi người. Chẳng qua anh em chúng ta không có thói quen phân tích những tín hiệu ẩn đó, những thay đổi trong cử chỉ đó một cách thường xuyên như các chị em, mà thường tập trung vào những gì được thể hiện một cách rõ ràng hơn mà thôi. Quay trở lại với việc phân tích, thời gian đầu, bạn nên chọn quan sát người khác ở khoảng cách đủ để bạn thấy được cả người của người ta và tập phân tích mọi thứ, từ nét mặt, cử động tay chân, hướng người, dáng đứng, thậm chí là cả âm lượng hay cách nói. Khi bạn đã luyện tập kỹ năng này một thời gian, không chỉ khả năng phân tích của bạn sẽ trở nên nhanh hơn, mà bạn còn dần có khả năng chọn lọc xem chi tiết nào bạn nên để ý tại thời điểm nào. Hãy tập quan sát như vậy cho tới khi khả năng này được thấm nhuần vào bạn. Và khi giao tiếp với một người, bạn sẽ có thể vừa dùng lý trí để xử lý những thông tin rõ ràng mà người kia đang nói, lại dùng cả cơ thể để đón nhận và ngay lập tức dịch thuật những tín hiệu ẩn kia một cách vô thức. Từ đó, tạo nên một cái mà người ta gọi là trực cảm của con người. Tóm lại, về mặt hành động, hãy rèn luyện khả năng quan sát cũng như khả năng phân tích ý nghĩa của những gì bạn quan sát được để đọc được những tín hiệu ẩn từ người khác. Từ đó, bạn sẽ có những phản ứng và hành động tương ứng. Khi bạn đáp ứng hay hồi đáp được những thông điệp ẩn đó, bạn sẽ trở nên tinh tế hơn trong mắt người khác. Vậy thì phải nghĩ gì? Về mặt suy nghĩ, phụ nữ là những người cực kỳ cẩn thận. Đàn ông quên mang ô thì vẫn có thể ướt nhẹp đi dưới cơn mưa nửa tiếng đồng hồ mà vẫn khỏe mạnh, trong khi phụ nữ có khi 10 phút bị ướt là đủ để họ bị cảm rồi. Chính vì thế, phụ nữ thường có thói quen phòng bị cho những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với họ. Và nếu bạn muốn trở nên tinh tế hơn trong mắt các chị em, bạn cũng nên như vậy. Nếu bạn đã từng đọc bài Mình soi vợ, vợ soi mình của tác giả Limitless, bạn sẽ thấy có chi tiết là trước khi đến buổi chu kỳ yếu, mình đã mua bánh và nước để đề phòng hai em ấy bận quá mà không có thời gian ra ngoài mua đồ. Hành động sau đó được cả hai em khen là chu đáo và tinh tế, bởi vì mình đã biết dự trù cho tình huống tệ nhất. Nếu bạn có ô tô, hãy có sẵn trên xe những thứ cần thiết như giày ướt, bộ chữa cháy hay bộ y tế sơ cứu. Nếu bạn dùng xe máy, hãy thủ sẵn hai cái áo mưa hoặc một cái áo đủ to cho hai người, thay vì chỉ một áo mưa đơn. Nếu bạn rủ một cô gái đi hẹn hò, hãy để cô ấy tự đi tới chỗ hẹn, để đề phòng một trong hai người hay cả hai người đều cảm thấy không hợp, muốn rời khỏi buổi hẹn sớm. Cô ấy rủ bạn đi ăn bún đậu mắm tôm, bạn hãy mang theo hộp kẹo bạc hà để thơm miệng sau khi ăn. Khi mới quen biết, hãy nói về những chủ đề an toàn, thay vì những chủ đề nhạy cảm, riêng tư hay dễ gây tranh cãi, phòng khi chủ đề nói làm cô ấy cảm thấy không thoải mái. Tất cả những hành động trên chỉ là ví dụ cho việc bạn nghĩ trước được một bước, thậm chí hai ba bước, để đảm bảo cho cả bạn cả cô ấy đều được an toàn và vui vẻ. Sau này khi quan tâm chăm sóc người yêu bạn, mà bạn cũng biết tính toán được như vậy, thì chắc chắn cô ấy sẽ cảm thấy rất an toàn khi ở bên bạn, và sẽ nhìn nhận bạn như một con người có thể dựa dẫm được. Ngoài ra, phụ nữ cũng là những người muốn tránh gây ra mâu thuẫn, điều này vốn được in sâu trong bộ não bản năng của họ. Khi chúng ta còn là con đực và con cái, khi mà bạo lực là phương pháp duy nhất để giải quyết những mâu thuẫn về thức ăn hay lãnh thổ, thử nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu con cái dám đứng lên thể hiện bất đồng của mình. Với cơ thể vốn dĩ mềm yếu và nhỏ nhắn hơn, chắc chắn con cái sẽ bị tiêu diệt. Vì vậy, bộ não nguyên thủy của phụ nữ đã bắt họ phải né tránh mâu thuẫn khi có thể. Và nếu bạn, một người đàn ông, biết ứng dụng kỹ năng của họ, bạn cũng sẽ trở nên tinh tế hơn. Trong những lời nói hay những bình luận trên mạng, bạn cần phải biết cân nhắc lúc nào lên nói, lúc nào thì không, nói thì nói như thế nào để không gây phật lòng nơi người khác.
Và cũng chính vì không muốn gây ra mâu thuẫn nên phụ nữ có thói quen nói ẩn ý thay vì nói thẳng như cánh đàn ông. Bạn cũng cần học hỏi cách nói ẩn ý, cách nói có nhiều lớp nghĩa, giống như cách phụ nữ hay làm cánh đàn ông đau đầu vậy. Hi. Biết ứng dụng cách nói như vậy vào những tình huống hợp lý, cũng như hiểu được lớp ẩn ý phía sau các câu nói của con gái sẽ khiến cho điểm tinh tế của bạn trong mắt họ gia tăng đấy. Ví dụ, khi mình vừa đón vợ mình ở chỗ làm về, cô ấy nói, hôm nay bận lắm, đông khách lắm. Là mình hiểu rằng cô ấy sẽ rất ngại nếu phải về nấu ăn nữa. Từ đó mình ngay lập tức gợi ý đi ra ngoài ăn. Đó là hiểu được ẩn ý. Còn ẩn ý với phụ nữ thì ví dụ thay vì nói, anh nhớ là em thích uống trà táo đấy, thì bạn chỉ cần đưa cho cô ấy trà táo và nói, của em đây. Đương nhiên là phải phụ thuộc vào ngữ cảnh mà những ẩn ý như vậy mới trở nên rõ ràng hay ẩn ý. Nếu bạn chỉ mua trà cho cô ấy thì dù bạn có nói như thế nào thì tâm ý cũng sẽ bị lộ. Nhưng nếu bạn mua trà cho cả phòng, tức là giấu cây trong rừng, thì nó vẫn sẽ giữ được ẩn ý của mình. Cuối cùng, phụ nữ là những giống loài của cảm xúc. Khi tiếp xúc với một vấn đề gì đó, phần lớn suy nghĩ của họ sẽ là về cảm xúc của họ về vấn đề đó hoặc về những người có liên quan. Vì vậy, khi giao tiếp với phụ nữ, cánh đàn ông nên quan tâm nhiều hơn tới mặt cảm xúc của họ thay vì vội vàng nhảy vào phán quyết vấn đề hộ họ, một nhiệm vụ thuộc về bản năng thường trực của đàn ông. Ví dụ khi cô ấy kể về việc bị sếp mắng ở chỗ làm, thay vì hỏi xem thằng sếp đó là thằng nào để anh xử lý nó cho, hay hỏi xem em làm gì sai để anh sửa cho, thì hãy ngồi xuống, ôm cô ấy và nói những câu đơn giản như, em buồn hay là ấm ức lắm phải không? Anh thương. Để cho cô ấy giải tỏa được cảm xúc ngay lúc đó. Rất nhiều khi vấn đề của phụ nữ không phải là rắc rối cô ấy gặp phải, mà lại là nhu cầu được giải tỏa cảm xúc. Một khi bạn giúp họ giải tỏa xong, thì bạn thực tế đã giúp họ rất nhiều, ngay cả khi trong bộ não đàn ông cực kỳ logic kia của bạn, bạn vẫn chưa làm gì để giải quyết rắc rối kia cả. Và vì rất nhiều người đàn ông ngoài kia cứ làm mọi thứ theo bản năng của đàn ông, giao tiếp với phụ nữ như một người đàn ông khác, nên khi bạn biết quan tâm tới mặt cảm xúc của phụ nữ theo cách phụ nữ muốn được quan tâm như vậy, trong mắt họ, bạn sẽ trở nên tinh tế hơn rất nhiều đấy. Song song với việc quan tâm tới cảm xúc của phụ nữ, chính là bản thân bạn cũng nên biết cách bày tỏ cảm xúc của mình một cách hợp lý. Bày tỏ cảm xúc hợp lý tức là biết giải thích những cảm xúc mà bạn đang có theo cách khiến cho người con gái ấy đồng cảm hoặc thấu hiểu bạn hơn. Điều này nghe tưởng là dễ nhưng lại khó khăn với đại đa số đàn ông, bởi vì trước giờ có rất ít đàn ông có thói quen nghĩ về cảm xúc của mình. Vốn là giống loài đơn giản, với họ, giải thích về cảm xúc của mình là điều thừa thãi. Nếu họ phải chịu một cảm giác tiêu cực nào đó, họ đơn giản là tìm cách để dừng nguồn cơn của cảm xúc đó. Ví dụ, khi một người phụ nữ nói câu gì đó khiến họ bực mình, đơn giản là muốn người phụ nữ đó đừng nói nữa. Sẽ là dễ hiểu nếu bạn không có đủ kiên nhẫn để giải bày cảm xúc của mình ngay khi bạn đang bực mình. Ngay cả khi đã hết bực, thì đàn ông thường vẫn sẽ không có thói quen giải thích với cô gái đó là cô ấy đã nói gì, khiến cho họ cảm thấy như thế nào. Tại sao câu nói đó lại khiến họ cảm thấy như vậy? Bởi điều quan trọng nhất với họ là việc cô ấy biết là từ giờ trở đi, cô ấy sẽ không nói câu đó nữa. Chứ không phải là việc cô ấy hiểu tại sao cô ấy không nên nói câu đó nữa. Nhưng phụ nữ thì lại không như vậy. Như đã nói, họ là giống loài của cảm xúc và họ muốn biết tại sao bạn lại có những cảm xúc mà bạn đang có. Một lý do nhỏ khác khiến cho đàn ông không có thói quen nói về cảm xúc của họ chính là vì xã hội ngày nay luôn có một áp lực vô hình lên cánh đàn ông, khiến họ không thể cho phép mình trở nên mềm yếu, cộng thêm cái tôi vốn dĩ đã cào sẵn nữa. Nên việc thừa nhận rằng việc anh ấy cảm thấy ghen tuông khi thấy người yêu cười với đồng nghiệp là vì anh ấy cảm thấy đồng nghiệp kia giỏi giang và đẹp trai hơn anh ấy, rằng anh ấy sợ mất cô gái vào tay anh ta, có thể nói là một việc cực kỳ đáng sợ đối với đàn ông. Chính vì không nhiều người đàn ông có đủ sự sâu sắc để biết nhìn lại và phân tích bản thân, đủ tự tin để phơi bày sự mềm yếu, cũng như đủ độ kiên nhẫn để giải thích nó. Nên nếu bạn làm được điều này, bạn sẽ trở nên tinh tế hơn nhiều so với những người khác. Mà nhớ, điều quan trọng ở đây là bạn phải giải bày cảm xúc một cách hợp lý nhé. Cứ hễ bực mình là cái gì bạn cũng gào ầm ĩ lên, hay là lại mặt nhăn như khỉ. Hỏi thì không nói, tuy là bày tỏ cảm xúc nhưng không hề hợp lý đâu. Hoặc như ngày nào bạn cũng ra ngồi cạnh cô gái rồi ỉ ôi, tỏ sầu đời, than vãn cũng không phải là cách hợp lý. Khi bạn học được cách giải thích cảm xúc của mình, bạn sẽ trở nên đồng cảm với cảm xúc của người khác hơn. Bạn sẽ dễ dàng đoán được tại sao anh này cô kia lại có phản ứng như vậy trong tình huống đó, bởi bạn từng có trong hoàn cảnh tương tự chẳng hạn. Từ đó, cách nhìn hay cách đánh giá người của bạn cũng sẽ trở nên đa chiều hơn, chuẩn hơn, tinh tế hơn. Và đương nhiên, khi bạn hiểu được tâm sự của một ai đó qua hành động hay phản ứng của một người khác, thì sự kết nối về mặt cảm xúc của bạn và cô ấy sẽ trở nên tốt hơn.
Từ đó, sự tinh tế của bạn trong mắt cô ấy cũng cao hơn. Đàn ông và phụ nữ là những cá thể hoàn toàn khác nhau. Ví dụ, cùng là một hành động đứng thẳng người, một người phụ nữ đứng thẳng sẽ vẫn toát ra vẻ nữ tính, duyên dáng, thậm chí là gợi cảm, còn đàn ông đứng thẳng sẽ toát ra vẻ nam tính, mạnh mẽ và phong độ. Vì vậy, bên cạnh những kỹ năng mà chúng ta cần phải bắt chước phụ nữ, thì cũng có những sự tinh tế rất riêng của đàn ông mà phụ nữ không có. Một trong số đó là việc biết biểu hiện vừa đủ. Đàn ông từ xa xưa tới nay luôn có bản năng tập trung giải quyết vấn đề. Bộ não của họ cho phép họ loại bỏ tất cả những thông tin thừa, những chi tiết không cần thiết cho việc giải quyết vấn đề của họ và tập trung vào những thứ quan trọng nhất. Chính vì vậy, nếu tất cả hành động của bạn được loại bỏ đi những chi tiết thừa và chỉ giữ lại vừa đủ để đạt được ý muốn, bạn sẽ trở nên nam tính hơn và trong mắt các chị em, bạn sẽ trở nên tinh tế hơn. Ví dụ trong bài tập quan sát bên trên, nếu bạn chỉ chuyển động mắt thay vì quay cả đầu hay người để quan sát, chính là biểu hiện của sự tinh tế. Việc bạn quan sát thật nhanh rồi quay lại hướng cũ và thay vì nhìn chăm chăm vào người khác cũng là biểu hiện của sự tinh tế. Mình còn có nhớ lần mình tham gia một buổi offline của một nhóm sinh viên có cả nam và nữ. Có một nhóm các bạn nam đã biết nhau từ trước đó, hay nói leo và tỏ ra hài hước. Lúc đầu thì mọi người cũng thấy hài thật, nhưng về sau, khi mà số lần gây sự chú ý đó trở nên quá thường xuyên, nhiều người bắt đầu cảm thấy chúng không còn vui nữa mà cho rằng đó là vô duyên. Nếu những bạn nam đó biết điểm dừng, chỉ làm một lần thôi thì có lẽ ấn tượng của mọi người về họ đã tốt hơn rất nhiều. Lỗi này xảy ra khá thường xuyên với các bạn nam còn trẻ tuổi, bởi đàn ông con trai rất ít khi được khen. Khi họ vừa làm được một điều gì đó mà được mọi người hưởng ứng, họ sẽ bị say men chiến thắng và cứ thế tiếp tục làm, từ đó mất đi cái ít mà chất của đàn ông tinh tế. Nói đúng cái cần và nên nói, vẫn luôn ghi điểm nhiều hơn là thích nói gì thì nói. Tương tự, tài khoản mạng xã hội của bạn cũng nên được tiết chế lại. Chỉ có vừa đủ thông tin, thay vì mỗi ngày đăng một bài post, không khoe cái này thì lại than vãn cái khác. Ngay cả khi bạn muốn thể hiện bản thân, đừng khoe tất cả mọi thứ ra một lúc, hãy ngửa bài từng chút một, vừa đủ để đạt được hiệu ứng bạn cần. Và hãy chọn kỹ càng lá bài nào nên ngửa ra, còn đống bài còn lại, hãy giữ lấy chờ thời cơ thích hợp. Ví dụ, bạn muốn khoe mình biết nấu ăn, chỉ một tấm hình chụp món bạn vừa nấu là đủ, không cần nhiều hơn. Mọi người đã biết bạn biết nấu ăn, thay vì chỉ là nấu được món đó. Còn tất cả những món khác bạn biết nấu, hãy để dành như một sự bất ngờ cho cô gái nào may mắn có được bạn sau này. Thậm chí, nếu không cần thiết, hãy im lặng, đừng ngửa quân bài nào cả. Khi bạn không ngửa lá bài nào, mọi người sẽ bị bất ngờ gấp bội về bạn khi bạn thể hiện bản thân của mình đúng lúc. Ví dụ, bạn có một thân hình 6 múi rất đẹp và nóng bỏng, bạn không cần nhất thiết phải cởi chân rồi selfie, cũng không cần nhất thiết phải chèn câu anh có 6 múi trong profile Tinder hay khi nhắn tin. Hãy đơn giản là mặc quần áo vừa vặn về dáng người. Những cô gái trực tiếp gặp bạn chắc chắn sẽ bị bất ngờ, ngay lập tức cảm thấy vóc dáng khỏe khoắn và thon gọn của bạn, và sẽ tò mò, thậm chí mơ mộng vào một thân hình nóng bỏng đằng sau lớp áo đó. Hay một hôm nào đó công ty bạn tổ chức đi biển, và đó cũng là lần đầu tiên họ thấy bạn cởi chân với thân hình như Thor. Thử nghĩ xem họ sẽ thấy ngưỡng mộ bạn như thế nào. Và những cô gái ấy cũng sẽ cảm thấy bạn tinh tế khi bạn có những thứ đáng ngưỡng mộ nhưng không hề có nhu cầu bô bô khoe khoang. Trong nhiều kỹ năng của sự tinh tế thì có lẽ biết tiết chế làm sao cho đủ là khó nhất với những chàng trai thiếu kinh nghiệm sống, nhất là những anh chàng đang crush một ai đó, bởi tâm lý của họ lúc này là sẽ muốn thể hiện ra càng nhiều càng tốt. Và việc tiết chế lại sẽ làm họ sợ rằng những tên khác cũng đang theo đuổi cô gái sẽ có cơ hội nhiều hơn họ. Và họ bị tuột mất cô gái. Điều này chưa chắc đã đúng đâu nhá. Những cô gái có giá trị cao thường không thích những người hay thể hiện. Họ thích những người tinh tế, và nếu bạn là một người tinh tế thì cứ yên tâm là họ sẽ nhận ra. Sự tinh tế mang hai chất riêng của đàn ông. Đó là sự tự tin không cần phải nói ra để một người phụ nữ cảm thấy bạn hấp dẫn. Bạn phải tạo cho cô ấy cảm giác bạn là một người có thể dựa dẫm được, có thể nương tựa được. Và sự tự tin ở đàn ông chính là yếu tố tạo ra cảm giác đó ở một người phụ nữ. Mấu chốt của sự tự tin này, đó là việc bạn không cần nói ra rằng bạn tự tin. Bởi nếu bạn nói ra hay thể hiện một cách quá lộ liễu thì đã không còn là tinh tế nữa, đúng không? Ấy nhưng, cách thể hiện sự tự tin một cách lộ liễu như vậy lại phổ biến hơn bạn nghĩ. Có rất nhiều chàng trai ngoài kia khi đi hẹn hò, vừa đặt đít xuống là đã bồ bồ khoe rằng nhà anh giàu, anh có mấy miếng đất, tháng này anh kiếm được mấy chục triệu, vân vân. Hoặc đôi khi họ không nói, nhưng họ lại đến chỗ hẹn với bộ xui hàng hiệu, sơ vin, đôi giày da bóng lộn và đồng hồ nghìn đô. Kể cả những lời khoe khoang kia là thật, những thứ đồ đắt tiền kia thực sự là do họ làm ra. Nhưng chính bởi vì nó quá lộ liễu, quá thừa thãi, lại càng không phải mà thứ mà các cô gái có giá trị cao kia đang kiếm tìm, nên thành ra thứ duy nhất mà chàng trai kia nhận được từ cô gái là sự sinh bỉ hoặc sợ hãi chạy tóe khói. Ngược lại, người đàn ông vừa có sự tự tin đích thực,
vừa tinh tế sẽ toát ra một sự tự tin đó ngay từ dáng đi, tới ánh mắt, giọng nói và phong thái của họ. Ngay cả khi đơn giản là họ chỉ mặc quần jeans, áo phông trơn, giày sneaker trắng, thân thái của họ khi này vẫn mang dáng vẻ bình tĩnh, trầm ổn, mọi cử động đều có tốc độ và lực vừa phải, độ dài, nội dung và âm lượng của câu nói cũng vừa tới, tạo cho cô gái có cảm giác an toàn. Cảm giác như dù có việc gì xảy ra cũng không thể làm cho người đàn ông này lung lay được. Mà cảm giác của cô gái đó có được không phải do người đàn ông đó nói anh là một người rất bình tĩnh, cũng không phải do anh ta có đủ tiền để xử lý mọi thứ bằng tiền, mà là do cách để thể hiện sự tự tin một cách tinh tế của người đàn ông kia. Làm thế nào để có được sự tự tin đích thực thì các bạn hãy xem lại vlog số 2, 5, 18, 24 và 29 nhé. Điều cuối cùng mà mình muốn nói ở vlog này đó là sự khó khăn trong việc trở nên tinh tế của đàn ông. Thực sự thì việc tinh tế vốn không nằm trong bản năng của đàn ông, dù họ hoàn toàn có khả năng để làm như vậy. Đàn ông vốn có bản năng là loại bỏ những thứ tiểu tiết để tập trung vào hoàn thành mục đích. Với họ, những tiểu tiết, những lối nói vòng vèo là thừa thãi, không năng suất và phi logic. Tuy nhiên, chính những điều nhỏ nhặt, những tín hiệu ẩn kia mới làm nên sự tinh tế. Vì vậy, các anh em trong quá trình rèn luyện bản thân trở nên tinh tế hơn, phải hết sức nhận thức được cái bản năng vô cùng đơn giản này và kiềm chế nó lại. Chính việc biết kiểm soát bản năng, thay vì đùng phát đã bị bản năng kia dắt mũi, đã làm cho bạn nổi bật hơn hẳn so với nhiều người con trai ngoài kia rồi đấy. Đây là tất cả những gì mình biết về tinh tế của đàn ông. Tổng kết lại, thì chúng ta có tập trung để quan sát tới nhiều chi tiết nhỏ hơn và biết phân tích ý nghĩa đằng sau của chúng, biết tính toán trước và sau, biết xử lý khôn khéo, biết giao tiếp bằng cảm xúc, biết đồng cảm với người khác, biết thể hiện vừa đủ và có một tinh thần tự tin, khu ngầu. Những gì mình trình bày có thể thiếu sót bởi biểu hiện của sự tinh tế có thể dưới muôn hình vạn trạng. Vì vậy, rất mong được mọi người góp ý và bổ sung thêm nhé. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!